Phan Kim Liên, Ôn Bích Hà 53 tuổi vẫn yêu cực bạo với trai trẻ, chồng đại gia ghen đỏ mắt. Ôn Bích Hà sinh năm 1966 tại Hồng Kông. Nhiều năm trôi qua, Ôn Bích Hà vẫn được tôn vinh là một trong những diễn viên gợi cảm nhất màn ảnh Hoa ngữ, là huyền thoại nhan sắc không thể lu mờ. Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh. Ôn Bích Hà là con út trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em. Năm 15 tuổi, trong một lần dạo phố, cô vô tình lọt vào mắt xanh của một nhà sản xuất phim và gia nhập làng giải trí. Vai diễn đầu tiên trong phim Tịnh Muội Tử lập tức làm tên tuổi Ôn Bích Hà vụt sáng, giúp cô được đề cử giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cho hạng mục diễn viên mới xuất sắc nhất. Sau đó, người đẹp liên tục được mời đóng phim. Tuy nhiên, các đạo diễn thường chú trọng khai thác vẻ ngoài nóng bỏng của cô. Không vì thế mà nản lòng, cô vẫn miệt mài diễn và gây ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả với phim Tình Yêu Không Dừng Lại, đóng cùng Lưu Đức Hoa năm 17 tuổi, dù cô chỉ nhận vai phụ. Diễn xuất của cô trong các phim Địa Hạ Tình 1986 và Yên Chi Khẩu 1988 cũng được chú ý. Nhan sắc xinh đẹp cùng nhiệt huyết dấn thân vào điện ảnh khiến Ôn Bích Hà nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, trong đó có thể kể đến các phim Tình Vô Hạn, Thi Công Kỳ Án, Huyết Thủ Ấn. Dù diễn xuất của cô vẫn không được các đạo diễn chú trọng, không muốn bị coi là bình hoa di động, Ôn Bích Hà cố gắng chứng tỏ năng lực diễn xuất của mình và ngày càng có nhiều vai diễn nặng ký hơn. Vai Hải Triều trong Bông Hồng Lửa, Phan Kim Liên trong Mối Hận Kim Bình và Đắc Kỷ trong Đắc Kỷ Trụ Vương của cô được xem là kinh điển và là những vai được nhắc đến nhiều nhất của Ôn Bích Hà. 53 tuổi vẫn đóng cảnh nóng cực bạo với trai trẻ. Năm 1996, khi sự nghiệp đang thăng hoa, Ôn Bích Hà khiến khán giả sốc nặng khi đóng cảnh giường chiếu táo bạo kéo dài tới 4 phút cùng với Nhậm Đạt Hoa. Trong các cảnh nóng mà cô đóng những năm sau này, không có cảnh nào táo bạo và trần trụi như phim Kinh Biến. Sự nghiệp điện ảnh của cô bị ảnh hưởng nhiều từ vụ việc này. Tuy nhiên sau đó, người đẹp xuất hiện nhiều trong các bộ phim truyền hình của TVB, truyền hình Trung Quốc, Đài Loan và tiếp tục đóng vai chính. Năm 2019, ở tuổi 53, biểu tượng gợi cảm Hồng Kông lại khiến khán giả đỏ mắt khi đóng cảnh nóng trong phim Đọa Lạc Hoa. Điều đáng nói là bạn diễn của cô trong phim này kém cô tới 14 tuổi, nam diễn viên Quang Trí Bân. Trả lời báo chí, Ôn Bích Hà cho biết trước khi diễn cảnh thân mật, Quang Trí Bân rất căng thẳng, hỏi cô cần phải làm gì. Ôn Bích Hà khuyên đàn em thả lỏng cảm xúc để diễn chân thật. Là diễn viên không nên suy nghĩ quá nhiều nếu muốn nhập vai tốt. Đạo diễn muốn biểu đạt điều gì tôi sẽ nỗ lực hoàn thành. Tôi không bận tâm cảnh đó nóng bỏng đến mức nào, biểu tượng gợi cảm nói. Trong bộ phim trên, Ôn Bích Hà còn có nụ hôn nồng cháy với nữ diễn viên kém 27 tuổi Trần Hán Na. Người đẹp cũng thừa nhận từng có tình yêu đồng giới. Tình yêu bất kể với người khác giới hay đồng giới cũng rất dễ nảy sinh. Tôi từng quan tâm tới một cô gái, nói chuyện điện thoại với cô ấy hàng giờ liền và thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Lấy chồng đại gia, không sinh con để giữ dáng. Năm 2000, Đắc Kỷ đẹp nhất màn ảnh kết hôn với Hà Tổ Quang, doanh nhân sinh ra trong môi trường gia giáo và có sự nghiệp thành đạt. Mối quan hệ của họ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình doanh nhân họ Hà do chênh lệch quá lớn về đẳng cấp. Trước áp lực của gia đình bạn trai, Ôn Bích Hà từng nói lời chia tay. Tuy nhiên, Hà Tổ Quang vẫn kiên trì chứng minh tình cảm với nữ diễn viên, khiến cô cảm động và quyết định tiến tới hôn nhân cùng anh. Nhiều người ví von rằng Ôn Bích Hà giống như nàng Lọ Lem gặp được chàng hoàng tử Hà Tổ Quang. Nữ diễn viên từng nói, tôi cảm thấy điều hạnh phúc nhất cuộc đời mình là kết hôn với Hà Tổ Quang. Anh ấy hơn tôi mọi mặt nhưng lại yêu tôi vô điều kiện. Kết hôn nhiều năm nhưng Ôn Bích Hà không sinh con để giữ vóc dáng mảnh mai. Quyết định này của cô được ông xã hoàn toàn ủng hộ. Năm 2010, cặp vợ chồng nhận nuôi một bé trai mồ côi đặt tên Hà Quốc Luân. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của người đẹp họ Ôn cũng có lúc phai nhạt. Năm 2017, truyền thông Trung Quốc đưa tin cặp đôi đã ly thân. Trong một cuộc phỏng vấn, Ôn Bích Hà cho biết khoảng thời gian xa nhau vì công việc khiến cô không còn cảm giác được yêu thương và bắt đầu khao khát cuộc sống độc thân. Vì vậy, hai vợ chồng quyết định dành cho nhau thời gian để cân nhắc về mối quan hệ hiện tại. Sau thời gian sung sướng tận hưởng tự do, dần dần Ôn Bích Hà thấy nhớ chồng và lo nghĩ đến chuyện mình sẽ sống như thế nào nếu chồng rời bỏ. Nhân lúc cô đau đầu vì bộ phim dự kiến quay ở Trung Quốc bị hủy, doanh nhân họ Hà rủ vợ sang Mỹ. Họ bắt đầu hâm nóng tình cảm và khi trở về từ Mỹ thì đã trở lại mặn nồng như xưa. Trải qua sóng gió hôn nhân, Ôn Bích Hà trân trọng hơn tình cảm với ông xã. Nhắc về chồng mình, cô dành nhiều lời khen có cánh, bày tỏ sự biết ơn vì anh luôn ủng hộ mọi quyết định của cô, cho cô được tự do làm điều mình thích. Ở tuổi U60, Ôn Bích Hà vẫn hoạt động sôi nổi ở cả mảng điện ảnh lẫn âm nhạc. Tháng 9 năm 2021, cô ra mắt MV Chỉ Vì Quá Yêu Anh gây chú ý khi diễn cảnh yêu đương với người mẫu nam. Nữ minh tinh vẫn khiến người hâm mộ phải trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng gợi cảm không thua ngày trẻ. Để giữ gìn vóc dáng, cô từng tiết lộ phải ăn kiêng triệt để, bổ sung đủ nước, trái cây để da luôn căng mịn và luyện tập yoga để cơ thể dẻo dai.